Xin chào các bạn nha, đã quay lại với video của X35 Shop. Thì hôm nay đang có một chiếc xe SH đời cũng 2017-2018. Ghé cửa hàng của mình lắp cái chó đèn Chivas 2 tầng. Thì mình bây giờ là mình sẽ đập hộp và khui và giới thiệu cho các bạn luôn. Thì các bạn mua một cái bộ đèn về là một cái hộp, nó có sẽ là có cái thông tin của hãng là Chivas này các bạn, để các bạn tiện check bạn kiểm tra này. Và trong hộp là sẽ có một cái đèn và sẽ là có một cái tem bảo hành này các bạn. Đó. Đây là chó đèn 2 tầng của SH và nó sẽ có một cái tem bảo hành ngày giờ đầy đủ này các bạn. Đây cái chó đèn đây, các bạn thấy đẹp không? Đó, code nó sẽ có code pha đầy đủ nha các bạn. Đó, nó sẽ hàng chính hãng sẽ có một cái chữ Chivas nó và mã số của cái đèn nó sẽ khắc lên đây. Bây giờ là mình sẽ quay lại quá trình lắp ráp cho các bạn xem nha. Đây là cái phần chui, không có chế cháo gì hết các bạn, chỉ việc cắm vào là dùng nha. Mình đang có sẵn hàng cho 135, 150, Winner, Way đầy đủ các bạn. Và đây là một cái cạc cũng như là cái phiếu bộ hành. Là mình khi các bạn mà mua hàng của mình á, sẽ có một cái phiếu như vậy các bạn. Có số điện thoại này, có ngày mua này, mã sản phẩm này. Đó, đầy đủ nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ lắp lên xe và sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Hồi trước kia thì khách này họ lắp những cái đèn đèn gương cầu nha các bạn. Này, đèn gương cầu. Hồi xưa là xu hướng hồi xưa là hay chuộng cái này. Bây giờ là từ khi mà chó đèn 2 tầng ra thì bây giờ là anh em đa số là lắp 2 tầng ít, nhưng mà lắp cái mẫu cũ này nữa. Đó, mẫu cũ dây nhựa nó rồm rà hơn, bây giờ là nó gọn hơn. Đây, cuối cùng mình cũng đã lắp ráp xong cái đèn 2 tầng Chivas lên chiếc xe SH. Cường bật luôn chế độ pha luôn đi. Đây là chế độ code nè, chế độ pha luôn nè. Đó. Vừa khít, không có chế gì hết nha các bạn. Vừa khít, lắp rất là nhanh. Đây, cái màu đây là màu khói nha các bạn. Nó sẽ có màu trắng này, nói chung là có nhiều màu, nhưng cái màu khói nhìn nó lì, nó đẹp hơn. Quay lại buổi ban ngày nha. Để buổi tối có dịp nào đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Các bạn thấy hay thì bạn nhớ ủng hộ kênh X35 Shop để mình làm ra nhiều video cho các bạn xem. Xin chào, hẹn gặp lại.